Rồi chạy lại đi. Dạ. Hên quá. Em ngồi trong đây em đợi mọi người nha. Ok. Em ngồi em đợi. Sao đợi 2 tiếng hả? 2 tiếng. Gì đợi gì lâu dữ vậy? Thôi về nhà ăn cơm nghỉ ngơi đi, trưa rồi mấy bạn ơi. Bán thêm kèo nữa đi rồi nghỉ ngơi đi. Trời ơi. Bắt cá mà ghiền luôn, em phóng xanh. Bắt cho em phóng xanh mà ghiền luôn. Kêu em đợi 2 tiếng nữa, chắc mắc nữa quá. Trưa rồi, em không có đợi được nữa đâu. Em làm việc có chừng mực lắm. Không có làm việc quá sức. Bởi vì có quá cũng vậy thôi.